Anh Vũ, em cần mua Rayquaza. Rayquaza à? Ý em là một mình con Rayquaza này thôi. Ý em là một mình con Rayquaza. Có lượng. Em cần con Rayquaza thật sự chứ không phải cái này. Con Rayquaza thật sự à? Đúng vậy. Mày lên chảnh mày kiếm. Được qua chút thời. Đã luôn. Chào mừng mọi người đã trở lại PG Center và mình là NTB. Thì sau cái intro vui vui hồi nãy của bọn mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu nội dung chính của buổi review ngày hôm nay của mình. Thì hôm nay mình sẽ có là bao gồm hai hộp Slee của Rayquaza và Ultra Snake Grossma. Cùng với đó là một hộp siêu to. Ray siêu to. Thì hãy cùng mình khám phá xem là bên trong ba hộp này có gì nhá. Thì nói về một chút về sản phẩm. Thì hai hộp này là hai hộp Slee. Là sẽ bao gồm một pick Slee và hai pack Pokemon và một pack promo hình con Rayquaza. Thì đây là hộp Slee của tiếng Trung nha mọi người. Đây là sản phẩm của hàng Trung Quốc, hàng Trung nội địa. Đại khái là nó khá là đẹp. Và hôm nay mình năm con rồng. Và mình cũng thích con Ray nên là mình mua hộp này về để review cho mọi người xem. Ok, thì mình sẽ bắt đầu với hai hộp nhỏ này trước, còn cái hộp to này thì mình tí nữa review. Mình có hai con, mình bắt đầu với con Ultra Necrozma trước đi. Thì đây là con Ultra Necrozma. Cái sleeve của Ultra Necrozma đây. À, nếu mà các bạn muốn hỏi mình mua cái này ở đâu thì mình sẽ trả lời là mình mua ở Zenith Store, đơn vị mà đã hợp tác với mình lâu năm. Bên mình lâu, khá là lâu. Thì đây, đây là bên trong của cái hộp đó, sẽ bao gồm một cái pack promo dưới này và hai pack lẻ phía trong. Thì mình sẽ mở ra và xem nó nhé. Ok, thì đóng gói nó khá là cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có một pack promo khá là nhỏ nhưng mà dày phết á, cũng phải mấy lá đó. Hai pack Pokemon TCG, một cái là Umbreon, một cái là Mew. Giờ mình sẽ nhìn qua cái Slee nhé. Slee khá là đẹp. Mình mở ra mình review chất lượng cái nè. Tổng quay thì nó thẳng nha, nó không bị cong nha mọi người. Slee khá là thẳng, đẹp. Mình sẽ lấy một cái ra mình xem chất lượng. Cái Slee này là Slee trong nè. Tức là khi các bạn bỏ kẹt vào trong á, nó sẽ không bị mờ. Đây, đây một lá bài mình bỏ vô thôi. Bỏ khá là mượt và chất lượng khá là ok, mình khá là ưng. Ok, để qua một bên. Và hai pack. Thì chắc là hộp nào mình mở hộp đấy đi để xem coi tỷ lệ nó như thế nào. Thì mình đang hứng thú với cái pack này nhất. Mình đang hứng thú với cái pack này nhất nè. Mình sẽ mở nó xem như thế nào. Thì bắt Trung Quốc hình như là nó sẽ không giống bắt Nhật là mở ở đây mà người ta thường sẽ mở dọc xuống như thế này. Thì mình sẽ chưa gì là thấy cái foil khá là đẹp nha. Ok, và mình có ba lá. Ok, mình chưa biết là sẽ có lá gì. Noivern. Ê, nhưng mà cái foil của nó rất là đẹp nha mọi người, nhìn nè. Ôi siêu đẹp luôn. Ok, tiếp theo. What the heck? Cái gì vậy? First pack magic. Oh my god. Cái gì vừa xảy ra vậy? Ê, nó đẹp lắm luôn á mọi người. Ôi, coi ra siêu đẹp luôn á. Oh my god. Oh, Xenia Resolve.
Cô lá này cũng đẹp nữa cơ. Ok, mình phải từ từ, mình phải sleep lại. Không thể tin được. Theo như mình biết thì con Rayquaza này là con mắc nhất trong cái hộp promo này á. Ok, thì chúng ta đã có bắt Ray. Thì chúng ta sẽ mở bắt Eevee đi. Ok, thì mình cứ mở đại đi ha, tại mình không biết là có trick rõ gì không. Thì chúng ta sẽ có con Bumkaboo, Galarian Male, Skamori. Ê, cái Puray ảo vậy. Cái này không guarantee nha, không đảm bảo nha mọi người. Tức là hoàn toàn random luôn, mà sao. Ok, vậy nó sẽ giống bắt nhật là cái hit nó sẽ nằm ở lá thứ tư từ dưới đếm lên. À, từ trên đếm xuống, áp cuối á. Ôi, nhưng mà đẹp quá mọi người. Tiếp tục với bắt Mew. Bắt này mọi người biết có gì không? Có Rayquaza V Max Alternate Art. Mà nó ra được con Ray này, ra được con Espeon này, thì còn gì để chê nữa mọi người. Toxel, Makago. Con này là cái gì? Bernie hả? Berneri hả? Không phải. Chỉ những quân ngang rồi mọi người. Và V-Bolton. Ôi cái hộp gì ảo ma vậy? Tức là 3 bắt 3 hit. Rồi sao cái hộp Rayquaza của tôi nó chơi lại đây? Bây giờ tới hộp của Rayquaza. Hy vọng hộp Rayquaza cũng có cái gì đó nó hấp dẫn hơn một tí. Lấy nó ra. Hộp ok. Thì cái packaging ở phía trong nó cũng tương tự thôi mọi người. Chúng ta vẫn sẽ đi từng bước trước là xem qua Bitly. Đây, ôi, Sly con Rayquaza đẹp quá mọi người. Xanh mướt mượt mượt luôn. Ôi, rất là đẹp nha, sang xịt mịn liền luôn á. Rất là high quality. À, tới phần tắt là nội dung chính. Thì liệu ba bác của mình, ba bác hợp Ray có thể đánh bại ba bác hợp Necrozma không? Let's find out. Thì chủ nguyên thứ tự chúng ta sẽ mở cái bát vàng này trước. Ok, nó sẽ là cái ở giữa. Mình sẽ đảo một cái cuối lên. Latias. Ủa, con này là Latios. Đây là Latios. Grandpa. I see something. Come on. Tại sao? Nhưng mà nó vẫn là một lá đẹp nha mọi người. Con này vẫn là một con khá là đẹp nha. Ok, trước mắt là tôi thấy ba lá của tôi, ba lá của hộp Ray Pokemon mà tôi yêu thích nó thua cái khúc trên đó. Bây giờ để xem coi là hai bác này có gì không hay là nịch hết. Và Electros, con khỉ lửa, tại mình quên tên. Snubbull. Ủa, thế tưởng nó bị sai hả ta, mà mình được con Glaceon này. Oh my god. Ok, bây giờ là hy vọng cuối cùng. Thì rõ ràng nãy là mình làm trick đúng mà, đúng không ta? Nó phải như thế này. Làm sao nó ở giữa được ta? Mình có Absol nè, Rotom nè, Shellder, phải không ta? Này Youngster. Ê, nó là một sự downgrade toàn tập luôn mọi người. Ok, tiết mục chính.
hộp Ray siêu bự này, Rayquaza làm trung tâm, hai bên là hai con, một con á thần Gudra, một con rồng thép Gudraudon, một con rồng pha kè Antaria và cặp đôi Legend Lati. Đến là cái hệ phía trên thì là các cái con này nó in dập nổi nha mọi người, ý đẹp phết. Ồ đẹp phết đấy chứ. Và đằng sau này là chi tiết nè, chúng ta sẽ có pack nè, cái playmat và cái album. Thì bây giờ mình sẽ mở ra mình xem bên trong như thế nào nhé. Ủa album nhỏ hả? Mình đã mong đợi nó là một cái cuốn album bự, nhưng mà trông cũng khá là cute. Cái này là cái gì? À đây là cái hộp để cạc. Cái này như là gặp lại để cạc được mọi người. Cũng có những chi tiết Pokemon dập nổi lên nè, khá là hay. Thì chắc là mình sẽ cần hộp này để mình được đồ á, tại mình có khá là nhiều đồ và nhiều cạc thực sự luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với phần nhân vật chính của chúng ta là cuốn album pack và playmat. Playmat chắc là cái khiến cái hộp này nặng nhất. Mình sẽ lướt qua cuốn album trước đi. Cuốn album này khá là nhìn khá là lạ nhờ. Nó còn có một cái giấy buộc ha, buộc ngang giống vậy hả ta. Trông khá là lạ. Đây là cuốn album để kiểu lướt nhét ngang giống vậy nè, nhét kẹt ngang qua giống vậy nè. Vẫn là hình phía trước của các Pokemon mà hồi nãy mình review hộp, phía sau là hình hi mà mình thích cái hình này kiểu này hơn nè. Rayquaza ở giữa. Cuốn album này thật ra cũng nhỏ, không nhiều lắm, đựng được đâu đó khoảng một trang này là 4 cạc đó, lộn 5 thì là 10, 10 x 4 là 40, 40 cạc. Cuốn này nhỏ chỉ để được khoảng 40 cạc thôi, nhưng mà đẹp á. Có thể là cái đây sẽ là cuốn mà mình kiểu mang đi mua lắc nhắc các thứ về nhét vô đây xong đem về nhét là album chính khách. Yeah, cuốn album này chỉ có vậy thôi, nó không có gì đặc biệt lắm. À, một dọc giống vậy, ok. Giống mấy cuốn sổ Trung Quốc ha. Tiếp theo là Pokemon Pack thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 pack này. Và 1, 2, 2 pack Jumbo 25 lá. Khá là nặng. Ok, mình sẽ để pack lên phía trên này. Và cuối cùng nó cho mình hẳn một cái gọi là cái hộp. Nó cho mình hẳn một cái hộp đựng playmat luôn mà. Sang vải ấy. À mà thật ra khi mua playmat tiếng Nhật nó cũng cho mình cái vỏ này mà. Để mình cỡ ra xem nè. Đây là cái playmat mà vì cái playmat này mà mình quyết định mình mua cái hộp này á mọi người. Một phần là vì mình thích con Ray và một phần là vì mình thấy nó cũng có đủ số lượng phát để mình làm content. Đây là mình quyết định mua. Đây là cái playmat của hôm nay. Playmat đã quá mọi người. Playmat siêu đẹp luôn á. Đây sẽ là cái lót chuột mới của mình nha mọi người. Thì mình sẽ mở lần lượt 5 bắt này và 2 bắt này cho mọi người xem nhé. Bắt đầu với bắt đầu tiên. Như thế này. Duraudon. Đúng là mở cái playmat ra phát là có búp vía liền. Flygon ở là một con rồng pha kè này và Wykirim. Ok. Ít nhất là nãy giờ mình chưa bị trùng con nào hết. Bắt thứ hai. Tí cho tiếp. Antaria. Mình rất là thích cái pho này nha. Và mình thực sự là mình cũng khá là thích con Antaria nữa. Trông dễ thương vậy, nhưng mà mỗi tội nó lại nằm trong cái list rồng pha kè, mình đành chịu thôi.
Zygote 100% này. Tín hiệu vũ trụ của Legend Zygote sao? Mà mình nhớ như cái art này là art của con Holo Promo chứ không phải là Holo thường. Kumo Rainbow. Ôi cái vảy của nó đẹp quá mọi người. Ôi mình nổi da gà luôn rồi mọi người. Ê, hồi xưa mình khá là thích cái tạo hình của combo O nha. Giờ nhìn ra được con này càng thích hơn. Vậy là combo O chọn mình rồi mọi người à. Má ơi. Tiếp tục. Let's see. Yes. Mình là fan cực kỳ lớn của Rayquaza và mình cái lúc mà mình mua hộp này một phần là mình thấy lá này nữa. Trời ơi, không còn gì thích thú hơn là bị kéo ra em nó. Ơ lại Como này. Como bóc à. Ơ lại Fagon này, trùng mất rồi. Mình còn hai bác. Hy vọng có cái gì đó nó. Con rồng gôn hồi nãy chẳng hạn. Trời ơi. Đổ xem nào. Ok, lại ra Latios rồi. Lại ra Noivern rồi. No way. No way. Rayquaza chọn mình mọi người à, không phải Como mà Rayquaza là người chọn mình. Hãy nhìn xem. Look at him. So good, man, so good. Trùng hả? Không sao. Trời ơi. He's mine now. Không gì có thể cản tôi. Unstoppable. Let's back. Ok, Duraludon. Chúng ta lại trùng mất con Duraludon. Ôi, cây dừa phá kè. Cây dừa rồng phá kè. Cây dừa. Nó trêu mình đúng mọi người. Đây là nó trêu mình đúng không? Không có thể nào có cái sự trùng hợp như vậy được. Ôi, không sao. Mọi thứ đều có thể bỏ qua khi mà em nó đã xuất hiện lần thứ hai trong cái clip ngày hôm nay. Hạnh phúc quá, không còn gì để miêu tả nữa. Bây giờ nội dung chính. Nãy giờ mình toàn khai mạc với EV trước, bây giờ mình sẽ khai mạc với Mew. Đây là pack 25 năm. Ôi lộn. Pack 25 lá. Mew VMAX. Chúng ta có Bagon, Sligu. Ngoài bảo quay mình quên tên này. Makuhita Single Strike. Ủa, em thấy gì chữ Single Strike luôn nè. Lạ ha. Cái này giống nhất nè. Chữ nhất là đấm đúng không? Là đơn á, single á. Excadrill Onix. Mopico Single Strike. Growlithe. Creepy Fusion Strike. Ủa, có con Grimmsnow. Là nhờ Marip Galarian Demonitan. Thở, thuộc bài chưa. Con này là Aquaranic. Con này là Ice Cube. Fusion Strike Elisa. Totonator. Huntail Fusion Strike. Con này là gì tự nhiên con ngang tên rồi ta. Linoon. Galarian Linoon. Corviknight. Croconaw. Holo Grand Zapdos. Holo Crab Dragapult. V Lycanroc và Reverse Holo Excadrill. À, thêm cả Reverse Holo Galarian Obstacle nữa. Ok, coi như cái pack này nịt rồi mọi người à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với pack cuối cùng của buổi của cái clip ngày hôm nay thì không suy nghĩ hết, cứ thế mà mở thôi. Bass. Con này là tự nhiên quên tên con ở giữa nha. Khi cỏ quên tên luôn. Vulpix. Lâm cái gì. Lâm tre hả? Không phải. Tự nhiên mình bị quên rồi. Con này là tiến hóa lên Widia. Trước đó là con cái quen Mandibus.
Slakoth Single Strike, ok. Con này Venery Skarmory. Nó sẽ đi ghép này. Hình như là ghép chung với cái ạp của con Aquanarit là được ạp ghép đó mọi người. Chiu-Du Jinx, người yêu của Wally. Morgan Gordy, trời ơi. Gluff Dunsport Gorgeous. Nó đọc là Gorgeous hay là Gorgeous? Gorgeous, nghe nó hơi sai. Con này là Golem mà đang tính xài Explosion hay cái gì đúng không? Chứ không thể nào mà có ánh sáng mà nó ở giữa cái body nó như vậy được hết. Electrode và những con mà kiểu ôm bom nổ này. Gossifleur tóc tiên. The Serena Morgan Reverse Holo và Youngster. Ok, thế thì chính thức là hai pack này nịt mọi người. Thực ra thì nhân đây mình cũng muốn share cho mọi người xem, chia sẻ. Hôm nay mình nhận được một cái bao này. Nó là cái bao mà mọi người, nó là cái coi ở intro mà mọi người thấy. Mình sẽ cho mọi người xem. Ủa, cái này lộ bả rồi. Đây Slee, hai con Rayquaza. Thì mọi người nghĩ nó là Slee của hai con Rayquaza nè. Không dung dài nữa. Nó là hai con Rayquaza mắc nhất của set, của Sword and Shield Era. Nó là Rayquaza V và V-Max Alternate Art. Một cặp mọi người ạ. Đây là một trong những giấc mơ của rất nhiều người, trong đó có kể có của cả mình. Thì rất cảm ơn Zenny Store đã giúp mình mua được hai cái này. Thật sự là nếu mà không có Zenny Store thì mình không biết là mình chỉ có thể ngắm được cái hai lá này đến bao giờ nữa. Đây là hai lá mà mình rất là ưng ý. Thì cái clip của mình tới đây cũng là khá dài rồi, nên là cảm ơn mọi người đã xem. Mình sẽ hẹn gặp các bạn vào buổi stream tới. Mình sẽ đập hộp Temporal Fox. Mọi người hãy đón xem. Goodbye.